Bắt đầu từ phong trào tình nguyện đến với bà con nghèo của sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, được khởi xướng bởi anh Nguyễn Đức Lộc vào Tết 2005. Đến nay chiến dịch Xuân tình nguyện đã trở thành một hoạt động đầy ý nghĩa của bạn trẻ thành phố mỗi dịp Tết đến xuân về. Tên của chiến dịch Xuân tình nguyện bắt nguồn từ tên của một buổi họp mặt liên hoan các hội viên câu lạc bộ công tác xã hội trường. Nhận thấy có thể dùng cái tên cho những hoạt động ý nghĩa hơn, người khởi xướng đã dùng cái tên Xuân tình nguyện đặt cho chiến dịch. Năm 2009, Hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng triển khai chiến dịch xuân tình nguyện lên cấp thành dành cho tất cả học sinh, sinh viên thành phố. Và từ đó đến nay, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, hàng ngàn học sinh, sinh viên thành phố lại khoác lên mình màu áo vàng tình nguyện tìm đến những mảnh đời khó khăn, nghèo khó, trẻ em mồ côi để sẻ chia những phần quà xuân đầy ý nghĩa. Logo chiến dịch xuân tình nguyện là một hình tròn nền xanh lá cây, bên trong là hai bàn tay chắp lại thành hình cánh chim bồ câu trắng, thể hiện sự đoàn kết, chung tay vì mục đích của chiến dịch, chính là đem lại niềm vui có phần giúp cho cộng đồng được ấm no hơn những hình tròn vàng xếp thành bông hoa được xếp phía trên hai bàn tay biểu tượng cho những hạt giống mùa xuân hay những chiến sĩ tham gia chiến dịch là những người gieo hạt giống niềm vui đem lại cho những người dân khó khăn một cái tết đúng nghĩa trên cùng là dòng chữ chiến dịch xuân tình nguyện bo tròn ôm lấy những bông hoa logo chiến dịch đơn giản truyền tải được thông điệp mà chiến dịch này muốn đem lại cho xã hội một mùa xuân đích thực cho tất cả mọi người